Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Tuất. Con giáp này càng cố gắng bao nhiêu thì thành công bấy nhiêu. Tháng 11 âm lịch này muốn đạt được những điều mà mình mong muốn, người tuổi Tuất cần phải cố gắng thật nhiều. Bạn không nên mong tới chuyện ngồi mà ăn mát vàng. Chỉ khi đánh đổi bằng công sức của mình thì bạn mới được nhận được phần thưởng xứng đáng. Phương diện sự nghiệp có quan đới và dịch mã chiếu mệnh, con giáp này sẽ được giao cho những trọng trách khá nặng nhọc trong công việc. Thậm chí một vài người còn phải chạy đôn chạy đáo hoặc đi công tác xa nhà. Cường độ công việc cao có thể khiến bạn thấy mệt mỏi. Song hãy tìm cách tự cổ vũ bản thân tiếp tục cố gắng tiến về phía trước. Tài lộc chưa có sự tăng tiến rõ rệt, song bạn cũng phải đối diện với nhiều nguy cơ mất tiền hao của, nên nhìn chung tháng này túc tắc có đồng ra đồng vào. Bước sang tháng 11 âm lịch này, lời khuyên dành cho người tuổi Tuất có thể nên dành thêm thời gian để tìm hiểu những gì mình chưa biết rõ. Như vậy, đến khi bắt tay vào làm việc, bạn sẽ tránh được nhiều sai sót. Phương diện tình cảm lại khá ảm đạm do chịu ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc. Bạn thường có những suy nghĩ tiêu cực, muộn phiền nên không muốn mở lòng với bất cứ ai. Người độc thân mãi đắm chìm trong quá khứ, con người đã lập gia đình lại thường xuyên xét nét so sánh nửa kia của mình với người này, người khác nên dễ nảy sinh bất mãn, buồn bực. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng Nhâm Tỵ cho thấy khoảng thời gian này người tuổi Tuất càng cố gắng bao nhiêu thì gặt hái được thành công rực rỡ bấy nhiêu. Quan đới và dịch mã sẽ đem tới không ít những thử thách cũng như rất nhiều cơ hội cho con giáp này. Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, thận trọng và có trách nhiệm cao, bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là hơi nặng nhọc một chút. Để hoàn thành được nhiệm vụ, có thể bạn sẽ thấy hơi vất vả, song hãy coi đây là cơ hội thử thách và chứng minh năng lực bản thân. Hãy để tiềm năng của bạn được phát huy, có thể chính bạn sẽ thấy ngạc nhiên về những gì mình làm được. Với người có chức có quyền, bạn thể hiện được cái uy của mình trong công việc, khiến cho nhiều người nể vì sự tuần tự của bạn trong công việc và tuân theo. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể giúp cho tập thể vượt qua nhiều khó khăn. Dù là người giữ vị trí gì hay ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng hãy sắp xếp thời gian để học hỏi thêm những điều mới mẻ và noi theo những cái tốt của mọi người xung quanh. Quá trình tìm tòi, học hỏi sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân, nhận ra đâu là nguy cơ cần phải tránh và đâu là cơ hội để nắm bắt ngay. Hãy hành xử một cách khiêm tốn dù gặt hái được thành công, như vậy bạn sẽ gây được thiện cảm với quý nhân, được đối phương giúp đỡ trong tương lai. 2. Luận về phương diện tài chính. Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất vào tháng 11 âm lịch này nhìn chung là khá hanh thông thuận lợi. Bạn không ngừng cố gắng vì sự nghiệp, không ngại bỏ công, bỏ sức của mình ra thì thu về tiền đầy túi là chuyện đương nhiên. Quan đới cho thấy những người làm công ăn lương dễ nhận được tiền hoa hồng, thưởng nóng do những thành tích cao trong công việc. Thậm chí có một vài người được cấp trên cất nhắc tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh dưới ảnh hưởng của dịch mã, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả, chạy đôn chạy đảo một chút, song nhờ vậy mà bạn làm quen được với các đối tác khách hàng đầy tiềm năng. Nếu có ý định mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn có thể xem xét tiến hành luôn vào thời điểm này. Đừng ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ, bởi vì bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng nhờ vào tầm nhìn xa trông rộng của mình. Dù là người làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng hãy mở rộng tư duy của mình, không nên giữ mãi những suy nghĩ chủ quan.
Khi gặp phải những khó khăn, đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước giàu kinh nghiệm. Bạn sẽ tìm được hướng khắc phục một cách nhanh chóng, thậm chí có hướng đi mới giúp cho tiền đổ vào túi một cách nhanh chóng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất không thật sự sáng sủa vào tháng 11 âm lịch này. Các mối quan hệ của con giáp này liên tiếp xảy ra trục trặc, một phần cũng là do lối hành xử, suy nghĩ của chính bản thân bản mệnh. Với người con độc thân, những suy nghĩ bi quan, tiêu cực là yếu tố ngăn bạn mở lòng với người khác phải. Bạn sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, bị lừa dối nên không dám tin tưởng vào bất kỳ ai. Đừng giữ mãi trong lòng những quan điểm phiến diện như vậy. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không, bạn nên nhìn vào hành động của người ấy. Nếu đối phương ở bên bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn một cách chân thành, thì bạn nên thử cho người đó một cơ hội. Qua thời gian, hãy hành động của người ấy sẽ chứng minh cho bạn thấy có phải là người đáng tin cậy hay không. Với người đã có đôi có cặp, bạn nên tránh việc so sánh nửa kia của mình với người này người khác. Nhiều người đều có những ưu điểm riêng biệt, bạn không thể bắt nửa kia trở thành một người hoàn hảo về mọi mặt. Thay vì phóng đại những khuyết điểm của đối phương, bạn nên nhìn vào điểm mạnh của bạn và của người ấy để trân trọng bao dung hơn cho đối phương. Khi có điều gì khiến bạn không hài lòng thì bạn cũng đừng nên giấu giếm rồi nảy sinh những giận hờn, bất mãn. Chỉ khi bạn nói ra, người khác mới hiểu và giúp đỡ cho bạn được. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Thiên nguyệt hung tinh đem tới những tác động không tốt cho tình trạng sức khỏe của người tuổi Tuất. Con giáp này thường xuyên ưu tư, lo lắng, khiến cho tinh thần rơi vào trạng thái căng thẳng, bất an, từ đó sức khỏe thể chất có những dấu hiệu suy giảm. Bạn cần tìm được nguồn cơn những lo lắng của mình, như vậy mới có hướng giải quyết tận gốc. Đừng ngại tâm sự với bạn bè, người thân, họ có thể giúp bạn vượt qua tình trạng trên. Hãy thêm vào đó công việc vất vả khiến cho bạn không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thư giãn, hãy sắp xếp công việc khoa học để sự nghiệp không chỉ mất quá nhiều thời gian riêng tư gây căng thẳng và mệt mỏi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, năm sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợn, khẩu quyết, công việc vất vả, song càng cố gắng thì bạn càng thành công. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất, mệnh kim, năm sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, hãy dành thời gian học hỏi thêm những điều mới mẻ. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. 3. Tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, mở rộng quan hệ hợp tác với người khác, tiên đổ vào tuổi một cách đều đặn. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám. 4. Tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợn, khẩu quyết, hãy bỏ những suy nghĩ bi quan, cho người chân thành cơ hội. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. 5. Tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, hãy bao dung hơn cho nửa kia của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen.